đề xuất tăng 15% trợ cấp hàng tháng cho đối tượng này. Xin chúc mừng vì cơ hội phê duyệt là rất cao. Kính thưa quý vị, người nghỉ hưu trước năm 1995 là một trong ba nhóm đối tượng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm khi xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Đây là tín hiệu vui cho nhóm đối tượng này, bởi thời gian qua họ đã phải chật vật với cuộc sống khi lương hưu thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng. Về hưu từ năm 1981, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lương, hiện mỗi tháng ông Lê Duy Phát ở Hà Nội cũng chỉ nhận vỏn vẹn 3 triệu đồng tiền lương hưu. Dù đã sống tiết kiệm thế nhưng tình trạng giá cả leo thang hàng ngày khiến cuộc sống của ông Phát gặp không ít khó khăn. Không chỉ ông Phát mà nhiều người cao tuổi nghỉ hưu trước năm 1995 cũng đang phải đối mặt với nỗi lo tài chính ở độ tuổi gần đất xa trời. Chẳng hạn như bà Toan, sau cơn tai biến, giờ đây bà chỉ nằm một chỗ không cử động được. Ông Hải hàng ngày vẫn phải túc trực chăm sóc vợ mình. Phần lớn nhóm đối tượng này nghỉ hưu sớm trước tuổi, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn, ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vì thế, mong mỏi lớn của họ là mức lương hưu tiếp tục được quan tâm cải thiện. Thời điểm này, người cao tuổi về hưu trước năm 1995 hy vọng việc tăng lương hưu vào tháng 7 sắp tới sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của tuổi già. Điều này cũng góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa những người đang hưởng lương hưu. Ấy thế nhưng đợi mãi đến ngày mùng 1 tháng 7 thì cuối cùng thì mức tăng cũng chỉ là 15%, khiến nhiều người hụt hẫng và tủi thân. Lý do chỉ tăng 15% lương hưu đã được đưa ra và có người thậm chí nâng 2 lần cũng chỉ là cho đủ 3,5 triệu đồng, nhưng nhiều người thấy chưa thuyết phục. Đa số đều thấy chưa thỏa đáng, lo lắng trước mức trượt giá của đồng tiền và vật giá leo thang trước khi tăng lương. Vậy đối tượng này nên làm gì, có cơ hội nào để tăng thêm hay không? Mời quý vị hãy cùng BBA Tinh Hoa khám phá 3 cách giúp tăng lương hưu cao hơn và trợ cấp cho người về trước năm 1995 ngay bây giờ. Vâng, theo nguồn tin mới nhất của Cục Dân số, quy mô dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu người, tuổi thọ người Việt Nam được cải thiện, nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, thời gian sống với bệnh tật kéo dài. Tuổi thọ của người dân được nâng cao, đạt 73,7 tuổi năm 2023, đồng thời vượt qua các xu hướng toàn cầu về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trong 30 năm qua, và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức cao trên thế giới. Tuổi thọ người dân được cải thiện, nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, chỉ đạt 63,2 tuổi khỏe mạnh với nam và 70 tuổi ở nữ. Tầm vóc, thể lực người dân cũng có bước cải thiện. Cũng theo Cục Dân số, công tác dân số của nước ta vẫn còn những khó khăn, thách thức như chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng, đối tượng và nguy cơ không đạt mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc, tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ số giới tính khi sinh cao. Từ những con số này, quý vị nhận ra điều gì? Đó là gánh nặng an sinh xã hội sẽ nặng hơn, thanh toán bảo hiểm y tế và bài toán cân bằng sẽ khó giải hơn với chính phủ. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn và thử thách, chính phủ cũng đã cố gắng tháo gỡ từng bước một để tăng mức lương và trợ cấp cho nhiều đối tượng, cụ thể như sau. Tin vui 1. Phê duyệt tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng. Kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều 6, Nghị định số 75/2021 ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung được thực hiện theo mức chuẩn mới. Cụ thể, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng, mức cũ là 2.055.000 đồng. Vậy là trợ cấp đã tăng thêm 734.000 đồng. Còn quý vị nghĩ sao về đề chính sách này? Hãy bình luận bên dưới video này nhé! Tin vui 2. Tiếp tục đề xuất tăng 15% trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên.
xuất ngũ. Xin chúc mừng đối tượng này sớm được thông qua. Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh, tăng thêm 15% trợ cấp hàng tháng cho quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo, thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đối tượng áp dụng gồm 1. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 142 năm 2008 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định. Tại quyết định số 62-2011 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Cách tính và mức điều chỉnh như sau. Theo dự thảo thông tư điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 với đối tượng nêu trên theo công thức. Mức trợ cấp hàng tháng được đề xuất từ tháng 7 năm 2024 sẽ bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 nhân với 1,150. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 1. Thời gian làm việc từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm. Mức trợ cấp hiện hành 2,285 triệu đồng trên tháng. Mức trợ cấp đề xuất 2,628 triệu đồng trên tháng, tăng thêm 343.000 đồng so với mức hiện hành. 2. Thời gian làm việc từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm. Mức trợ cấp hiện hành 2,288 triệu đồng trên tháng. Mức trợ cấp đề xuất 2,746 triệu đồng trên tháng, tăng thêm 458.000 đồng so với mức hiện hành. 3. Thời gian làm việc từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm. Mức trợ cấp hiện hành 2,494 triệu đồng trên tháng. Mức trợ cấp đề xuất 2,868 triệu đồng trên tháng, tăng thêm 374.000 đồng so với mức hiện hành. 4. Thời gian làm việc từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm. Mức trợ cấp hiện hành 2,598 triệu đồng trên tháng. Mức trợ cấp đề xuất 2,988 triệu đồng trên tháng. Sự khác biệt, mức trợ cấp đề xuất tăng thêm 390.000 đồng so với mức hiện hành. 5. Thời gian làm việc từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm. Mức trợ cấp hiện hành 2,7 triệu đồng trên tháng. Mức trợ cấp đề xuất 3,105 triệu đồng trên tháng, tăng thêm 405.000 đồng so với mức hiện hành. Vâng, trước đó, ngày 30 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định số 75 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024. Từ 1 trên 7, mức lương cơ sở tăng khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng trên tháng lên 2,34 triệu đồng trên tháng. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng thuộc nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở. Còn quý vị nghĩ sao về đề xuất này? Hãy bình luận bên dưới video này nhé! Còn lương hưu và trợ cấp cho đối tượng về trước 1995 thì sao? Đây là điều mà không chỉ quý vị mà rất nhiều đối tượng khác cũng đang hy vọng, bao gồm cả chúng tôi. Vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ? Có người đã đưa ra 3 lựa chọn thế này, quý vị xem mình nên chọn cách nào mới khôn ngoan nhé.
Cách 1. Buông lời miệt thị đảng, nhà nước cho hả lòng hả dạ vì mình thấy bất công và thất vọng. Cách này được nhiều người thẳng tính sử dụng, xả được cơn giận trong lòng nhưng mất mát nhiều hơn. Mất thứ nhất là sức khỏe của chính mình, vì tức giận hại gan thận, bệnh tật sẽ đến nhiều hơn. Buồn phiền sẽ hại phổi và suy nghĩ nhiều hại lá lách dạ dày, trong khi chẳng tác động được gì đến chính phủ và nhà nước. Hơn nữa còn làm cho tần số rung động của mình hạ xuống, thu hút về những điều kém may mắn và bệnh tật lại nặng hơn. Quý vị thấy thầy Minh Tuệ không có gì, nhưng đâu có sợ gì. Vậy mà ai ai cũng tự cúi đầu kính phục và phục từ trong lòng mà ra. Cho nên, tôi nghĩ một người khôn ngoan sẽ không chọn cách này để yêu cầu tăng lương hưu. Cách 2. Thất vọng, mất hết hy vọng rồi nên chả cần quan tâm. Muốn cho bao nhiêu thì cho, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì. Chính sách đã ra rồi thì nói thêm chỉ bằng thừa. Vâng, cách này là lựa chọn của người có tính cách tiêu cực, đầu hàng số phận nên cũng khó sống thọ. Bởi vì hẳn quý vị đã từng nghe tới tính cách ung thư rồi chứ. Đó là tính cách dồ nén mọi thứ bất như ý vào trong lòng mà không thèm nói ra. Nó như nhà quý vị cả năm không đổ rác vậy, thì không khí làm sao thông thoáng trong lành, còn ai dám tới gần nữa. Cho nên, là người khôn ngoan không chọn cách này, để thiệt đủ đường lại còn chết sớm. Cách 3. Dù tăng 15% hay thậm chí là 8% lương hưu như Bảo hiểm Việt Nam đề xuất ban đầu, thì cũng nên mỉm cười biết đủ. Vì sao lại biết đủ? Vì mọi thứ trên đời này không phải ngẫu nhiên mà có. Nếu quý vị tích cực, có lòng biết ơn với tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất, thì năng lượng tích cực sẽ tăng lên, dần thu hút về điều may mắn. Khi tần số rung động đã tăng lên, như cách Ngài Minh Tuệ làm, thì mọi thứ tốt đẹp dần sẽ tới, ngay cả với cha mẹ thầy và làng quê nơi thầy đi qua cũng khởi sắc. Khi chúng ta suy nghĩ tích cực, điều tốt lành có thể chưa tới với quý vị, nhưng chắc chắn họa đã rời xa. Con cái hiếu thảo, gia đình thuận hòa hơn, hàng xóm thân thiện hơn thì bệnh tật sẽ tự nhiên biến mất. Vậy thì lương hưu 3,5 triệu mà không bệnh tật vì vẫn đủ đầy với người biết đủ. Thậm chí phúc lộc sẽ tự đến với bạn mà chẳng cần sống bằng lương hưu hay trợ cấp. Vì sởi lởi trời thương, bo bo trời phạt. Còn lương hưu 10 triệu mà con cái bất hiếu, gia đình lục đục và bất hòa, bệnh tật thuốc thang liên miên thì liệu có đủ hay không? Cổ nhân nói, tâm ta thế nào đời ta thế ấy. Có lẽ mọi người chưa tin, vì đây là quy luật âm phần. Nhưng cũng như Ngài Minh Tuệ, có tích đủ phúc đức trong âm phần, thì cảnh dương thế này mới thay đổi. Cách duy nhất để thay đổi cuộc sống hiện tại là thay đổi tư tưởng và suy nghĩ về mọi chuyện ở đời. Cùng một sự việc, người tích cực sẽ tìm ra điều tốt lành, nhưng người tiêu cực thì nhìn đâu cũng là tai họa. Cho nên với vấn về lương hưu, chúng ta cũng nên phân tích có tình có lý, hãy đặt mình vào vị trí của đảng và nhà nước mà nghĩ. Dù còn nhiều quan tham, còn lắm tham nhũng, nhưng ai rồi cũng phải vào lò trả giá. Một đời tham sân si rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn lương hưu tăng thêm hay trợ cấp xã hội tăng thêm bao nhiêu, đó nên là việc của đảng và nhà nước như những chính sách khác đang dần dược phê duyệt. Là người khôn ngoan sẽ biết vui vẻ chờ đợi. Và có lẽ bạn nên biết chọn phương án nào rồi đấy. Vâng, tôi thấy ba đáp án này hơi dài, nhưng tôi thấy cũng có lý và thực tế. Còn quý vị nghĩ sao? Sẽ chọn phương án nào cho mình? Bình luận bên dưới video này nhé! Trước khi đến với mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng chi tiết, đối với người có công với cách mạng và thân nhân, chúng ta cùng điểm qua những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024. Từ tháng 7 năm 2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến cấp thẻ căn cước, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ, bán hàng online. 1. Cấp thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân đã được cấp chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các thẻ căn cước công dân cũ sẽ dần được thay thế bằng thẻ mới có gắn chip. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024
thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương cũng sẽ được sử dụng đến khi có thông báo mới. 2. Công khai người bán hàng online vi phạm. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, Nghị định 55/2024 hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng 2023. Cụ thể, theo khoản 1 điều 24 Nghị định 55, nếu người bán hàng online có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì sẽ bị công bố công khai trên trang web, đài, báo, ghi nhận tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nội dung công khai gồm 1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc thông tin liên hệ khác của người bán hàng online. 2. Hành vi, địa bàn vi phạm. 3. Quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc công khai thông tin này được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày công bố. 3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Nghị định số 61/2024 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động của cá nhân được xét tặng các danh hiệu. 1. Cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc các đoàn văn hóa, nghệ thuật công lập. 2. Cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài công lập. 3. Cá nhân đang làm công tác giảng dạy hoặc quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhưng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp và cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp tự do. Bổ sung thêm đối tượng. 1. Quay phim thể loại phim kết hợp nhiều loại hình. 2. Nhạc sĩ sáng tác tác phẩm âm nhạc. 3. Nhà nhiếp ảnh. Quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, Nghị định 40/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023. Cụ thể, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như thù lao, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ mai táng phí, ốm đau, thai sản, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng được áp dụng: cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp theo đây, tôi xin chia sẻ về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng chi tiết đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Nghị định 77/2024 ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết như sau. 1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân. 1.1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945. Diện thoát ly, trợ cấp 3 triệu 117.000 đồng, phụ cấp 529.000 đồng trên một thâm niên. Diện không thoát ly, trợ cấp 5 triệu 291.000 đồng. 1.2. Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần. Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt, trợ cấp 2 triệu 789.000 đồng. Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt, trợ cấp 2 triệu 231.000 đồng. 2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và thân nhân, trợ cấp 2 triệu 884.000 đồng. 2.2. Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 từ trần. Vợ hoặc chồng,
con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt, trợ cấp 1.565.000 đồng. Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt, trợ cấp 2.231.000 đồng. 3. Thân nhân liệt sĩ. 3.1. Thân nhân của một liệt sĩ, trợ cấp 2.789.000 đồng. 3.2. Thân nhân của hai liệt sĩ, trợ cấp 5.578.000 đồng. 3.3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên, trợ cấp 8.367.000 đồng. 3.4. Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn. Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng là 2.231.000 đồng. 3.5. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống, trợ cấp 2.789.000 đồng. 4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp 8.367.000 đồng, phụ cấp 2.337.000 đồng. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình, trợ cấp 2.789.000 đồng. 5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, trợ cấp 2.337.000 đồng. 6. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B và thân nhân. 6.1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thương binh loại B, trợ cấp phụ lục 2, phụ lục 3. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trợ cấp 1.399.000 đồng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng, trợ cấp 2.867.000 đồng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trợ cấp 2.789.000 đồng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng, trợ cấp 3.582.000 đồng. 6.2. Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi, theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, trợ cấp 1.565.000 đồng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, mức trợ cấp 2.231.000 đồng. 7. Bệnh binh và thân nhân. 7.1. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-50%, trợ cấp 2.911.000 đồng. Từ 51-60%, trợ cấp 3.627.000 đồng. Từ 6-70%, trợ cấp 4.622.000 đồng. Từ 71-80%, trợ cấp 5.329.000 đồng. Từ 81-90%, trợ cấp 6.378.000 đồng. Từ 91-100%,
trợ cấp 7.104.000 đồng. Từ 81% trở lên, trợ cấp 1.399.000 đồng. Từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng, trợ cấp 2.789.000 đồng. Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trợ cấp 2.789.000 đồng. Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng, trợ cấp 3.582.000 đồng. 7.2. Thân nhân của bệnh binh. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi, theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp 1.565.000 đồng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi, theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, trợ cấp 2.231.000 đồng. 8. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân. 8.1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21-40%, trợ cấp 2.120.000 đồng. Từ 41-60%, trợ cấp 3.542.000 đồng. Từ 61-80%, trợ cấp 4.964.000 đồng. Từ 81% trở lên, trợ cấp 6.358.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng, trợ cấp 1.399.000 đồng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng ở gia đình, trợ cấp 2.789.000 đồng. Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình, trợ cấp 2.789.000 đồng. 8.2. Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp 1.565.000 đồng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần, được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, trợ cấp 2.231.000 đồng. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61-80%, trợ cấp 1.673.000 đồng. Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trợ cấp 2.789.000 đồng. 9. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, trợ cấp 1.673.000 đồng. 10. Người có công giúp đỡ cách mạng. 10.1. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bảng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, được hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 2.789.000 đồng.
10.2. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1.639.000 đồng. 10.3. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bảng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, trợ cấp 2.231.000 đồng. 11. Trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. 11.1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thân nhân liệt sĩ, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trợ cấp 2.789.000 đồng. 11.2. Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%, con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41 đến 60%, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họ, C có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 đến 60%, trợ cấp 1.399.000 đồng. Tóm lại, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng, theo Nghị định 77/2024 ngày 1/7/2024 của Chính phủ. Quý vị hiện đã nắm rõ mức trợ cấp rồi, vậy hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới video nhé. Cảm ơn đã dành thời gian quý báu chùa mình, ủng hộ BBA Tinh Hoa mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại!